Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay, sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ASEAN tiến tới một cộng đồng không biên giới trong mục hội nhập kinh tế quốc tế và phóng sự tự chứng nhận xuất xứ, trách nhiệm của doanh nghiệp trong mục chuyển động công thương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Cao Quốc Hưng và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Rajesh Khar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam và Ấn Độ. Tại kỳ họp, hai bên đã cùng nhau trao đổi tình hình quan hệ thương mại, hợp tác công nghiệp và đầu tư, điểm lại việc thực hiện các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ nhất. Hai bên vui mừng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quan hệ thương mại thời gian qua. Trao đổi kim ngạch thương mại đã tăng từ 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2009 lên 5,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013. Năm 2014, tổng kim ngạch song phương ước đạt trên 5,623 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu 2,443 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu 3,180 tỷ đô la Mỹ. Kết thúc kỳ họp, hai bên thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, khai thác tiềm năng lợi thế của mỗi bên, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ vấn đề cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, thúc đẩy việc đàm phán Hiệp định Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 và 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào, bà Khemani Phonsena, nhân dịp sang Việt Nam công tác. Tại buổi tiếp, hai bộ trưởng đã cùng nhau trao đổi về việc sớm thống nhất hoàn thiện các thủ tục nội bộ và tiến tới ký kết hiệp định thương mại mới giữa hai nước và sẽ tiếp tục trao đổi về việc ký kết hiệp định thương mại biên giới giữa hai bộ trong năm 2015. Hai bộ trưởng đã cùng nhau nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đặc biệt là các thỏa thuận đã được lãnh đạo chính phủ hai nước thống nhất tại kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bày tỏ quan điểm luôn sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày một phát triển tốt đẹp theo đúng định hướng mà Đảng, hai nhà nước đã cùng xây dựng và thống nhất. Hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là sớm ký kết hiệp định thương mại giữa hai nước trong quý 2 năm 2015. Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Năm 2014, Cục Xúc tiến Thương mại đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, trực tiếp thụ lý xác nhận trên 850 chương trình khuyến mại, hơn 650 hội chợ triển lãm, hỗ trợ chỉ đạo thực hiện 268 đề án chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tổ chức 42 khóa đào tạo tập huấn cho các tổ chức xúc tiến thương mại và trung tâm xúc tiến thương mại tại các địa phương. Đặc biệt, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2014 đã hỗ trợ 7.682 lượt doanh nghiệp tham gia với 10.956 gian hàng, gồm 286.000 lượt giao dịch, thu hút hơn 2,2 triệu lượt khách tham quan, vân vân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao hoạt động xúc tiến thương mại thời gian qua đã góp phần tích cực trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phát triển thị trường trong nước, biên giới miền núi và hải đảo. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2015, công tác xúc tiến thương mại cần tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm, gồm phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, thông tin thương mại trong nước và quốc tế. Tập trung phát triển thị trường nội địa, nhất là tạo lập kênh phân phối ở nông thôn miền núi, biên giới, cũng như các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN vẫn được coi là hình mẫu của hội nhập khu vực về việc làm thế nào hợp tác có thể mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên, ngay cả khi tồn tại sự đa dạng và khác biệt lớn giữa các nước thành viên về quy mô, vị trí địa lý, văn hóa, thu nhập và nguồn lực. Đến nay, ASEAN cần phải suy nghĩ về các giai đoạn hội nhập mới. Từ mục tiêu hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, ASEAN sẽ phải xác định chiến lược dài hạn hơn vì sự thịnh vượng của các nước thành viên, của khu vực châu Á nói chung và thế giới. Trong nghiên cứu về ASEAN 2030, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số dự báo về xu hướng thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2030. Kết quả cho thấy các thành viên ASEAN
mong muốn tăng gấp 3 lần GDP thực tế bình quân đầu người của khu vực đến hơn 9.000 đô la Mỹ vào năm 2030, từ mức 3.000 đô la Mỹ vào năm 2010. Để hiện thực hóa cộng đồng kinh tế khu vực không biên giới, ASEAN cần phải đưa ra hệ thống đổi mới nhằm quản lý thị trường lao động và thị trường vốn. Khu vực này cần các khuôn khổ thể chế mạnh mẽ và các cơ chế phối hợp chính sách về các vấn đề trong và ngoài khu vực. Thì từ khi mà ASEAN bắt đầu triển khai các cái biện pháp xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN ấy, thì là luôn luôn ASEAN là giữ được cái mức độ tăng trưởng tương đối là cao, từ 5 đến 5,5%. Thế rồi là cái tỷ trọng thương mại trong nội khối tăng lên nhiều, tăng đến 25%. Việc đạt được một ASEAN giàu có vào năm 2030 là một mục tiêu tham vọng, đòi hỏi ASEAN phải ứng phó được với 4 thách thức then chốt. Đó là nâng cao sự ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính, hỗ trợ tăng trưởng bền vững, thúc đẩy khả năng cạnh tranh và đổi mới, bảo vệ môi trường. Các chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng và ổn định được xem là công cụ cần thiết để cân bằng cả phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm sự ổn định kinh tế tài chính nói chung. Toàn cầu hóa được đánh dấu với sự tiến bộ nhanh chóng về giao thông vận tải và công nghệ thông tin đã làm thay đổi cách thức tổ chức hệ thống sản xuất ASEAN. Dịch vụ logistics hiệu quả hơn đang cải thiện nhận thức về sản xuất và phân phối hàng hóa dịch vụ. Với cạnh tranh và đổi mới là động lực toàn cầu hóa, việc xóa bỏ các rào cản đối với thương mại cũng như gia tăng dòng vốn, lưu chuyển lao động và dòng thông tin đã trở thành các nhân tố quan trọng để bảo đảm phát triển kinh tế của các nước. Bảo vệ môi trường dẫn tới chất lượng cuộc sống tốt hơn trên con đường hướng tới hiện thực hóa các mong ước 2030 về một ASEAN giàu có, khái niệm về phát triển bền vững và hài hòa liên quan đến 5 vấn đề có tương tác chặt chẽ với bảo vệ môi trường. Cộng đồng kinh tế ASEAN không phải chỉ là một cái cộng đồng mà ở đó cái thị trường chung nó thống nhất, cơ sở sản xuất chung và cái mức độ tự do hóa nó ngày càng cao cả về thương mại, hàng hóa, dịch vụ đầu tư và dịch vụ dịch chuyển con người, dịch chuyển lao động có kỹ năng. Mà đây còn là một cộng đồng của kết nối, cộng đồng của sự hợp tác. Cho nên là doanh nghiệp khi nhìn vào cái cộng đồng này cũng phải nhìn đầy đủ các khía cạnh ấy để mình tận dụng các cơ hội. Nói chung là ý nghĩa của cộng đồng kinh tế ASEAN là nó nói chung với các nước ASEAN, không riêng đối với Việt Nam. Nhưng đặc biệt là đối với những nước thuộc nhóm ASEAN gọi là phát triển chậm hơn các nước khác, ta cứ tạm gọi là ASEAN 4 bao gồm Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanmar hay là chúng ta hay gọi là CLMV thì nó sẽ tạo điều kiện để các nước phát triển nhanh hơn để bắt kịp với các nước trong ASEAN 6. Thứ hai nữa là giúp cho các nước ấy, tham gia được vào cái chuỗi sản xuất của khu vực, trước hết là của ASEAN cái đấy. Mà sau tiến xa hơn nữa là có thể tham gia vào chuỗi sản xuất cũng như là chuỗi lưu thông của cả khu vực trong Đông Á, rồi là rộng hơn nữa là khu vực châu Á, Thái Bình Dương, rộng hơn nữa là cả thế giới. ASEAN đã trải qua chặng đường dài kể từ khi được thành lập vào năm 1967. Dấu mốc AEC đang tiến đến rất gần. Con đường sau năm 2015 là sự hình thành một cộng đồng kinh tế ASEAN không biên giới thực sự vào năm 2030, đòi hỏi một tầm nhìn và chiến lược tin cậy nhằm duy trì vai trò trung tâm trong chủ nghĩa khu vực châu Á. Các nước thành viên ASEAN sẽ thực hiện cải cách cơ cấu trong nước và các sáng kiến hội nhập khu vực nhằm đảm bảo quản lý kinh tế vĩ mô tốt, tăng trưởng toàn diện, doanh nghiệp cạnh tranh và đổi mới, phát triển bền vững thân thiện với môi trường. Hơn tất cả, ASEAN cần đi đầu trong việc đưa ra các cam kết tốt nhất cho ngày nay để thực hiện mong ước về một ASEAN giàu có vào ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia thương mại, việc sớm tham gia cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với Liên minh châu Âu EU và Khối Thương mại Tự do châu Âu EFTA sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Hiện nay, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ đang được thực hiện thí điểm trong ASEAN và Việt Nam cũng đang nghiên cứu xây dựng đề án cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Theo cơ chế tự xuất xứ đang được áp dụng hiện nay,
cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận xuất xứ CO theo yêu cầu của nhà xuất khẩu. Về nguyên tắc, khi đánh giá kiểm tra, nếu nhận thấy hàng hóa phù hợp với hồ sơ, chứng từ do nhà sản xuất nộp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp CO trên cơ sở các tiêu chí về xuất xứ hiện hành để chứng nhận hàng hóa là có nguồn gốc sản xuất tại nước đó. Theo các chuyên gia, cơ chế này có độ tin cậy tương đối cao nhưng lại có nhược điểm là khá phức tạp và tốn kém cho cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền lẫn nhà xuất khẩu. Vì vậy, để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tìm hiểu về mô hình tự chứng nhận xuất xứ và kinh nghiệm áp dụng cơ chế này tại các nước Liên minh châu Âu EU và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ban Thư ký EFTA tổ chức nhiều hội thảo hội nghị tự chứng nhận xuất xứ phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, các đại biểu là đại diện các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp của Việt Nam đã được các chuyên gia EFTA giới thiệu về mô hình tự chứng nhận xuất xứ, kinh nghiệm áp dụng cơ chế này tại các nước khối thương mại tự do châu Âu EFTA và Liên minh châu Âu EU. Totally on its own hand, after mostly after being authorized by the customs authorities to do so, and it is then presented directly from to the importer who used this when he's importing goods into the destination country. Cùng với cơ chế, các cơ quan quản lý tại nước xuất khẩu chịu trách nhiệm chứng nhận nguồn gốc hàng hóa thì nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay cũng đã áp dụng hoặc thí điểm áp dụng mô hình tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Theo đó, các doanh nghiệp không cần phải nộp bộ hồ sơ để xin cấp CO tại tổ chức cấp CO như hiện nay, mà thay vào đó, trên cơ sở các tiêu chí xuất xứ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các doanh nghiệp có thể tự tổ chức đánh giá, xác nhận xuất xứ hàng hóa do mình sản xuất, tra và lưu trữ chứng nhận hàng hóa doanh nghiệp của mình tại ngay doanh nghiệp. Hiện nay, ASEAN đang triển khai hai dự án thí điểm tại một số nước trong khu vực, trong đó dự án 1 gồm các nước Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, dự án 2 gồm Indonesia, Lào, Philippines, dự kiến năm 2015 sẽ áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của cả ASEAN. Việt Nam cũng đang xem xét và sẽ tham gia trong thời gian sớm nhất vào cơ chế này. Và để thực hiện cái việc này thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải nâng cao những cái nhận thức, những cái hiểu biết của mình về những cái quy định về quy tắc xuất xứ của các nước. Và cái quan trọng hơn nữa là nó sẽ phát huy được cái tính trung thực của doanh nghiệp trong cái quá trình làm thủ tục về chứng minh cái nguồn gốc cũng như là những cái nhà cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp làm cái bộ hồ sơ giải trình để chứng minh sản phẩm đáp ứng được những cái tiêu chí về xuất xứ. Với việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cùng với xu hướng đàm phán và ký kết các FTA với các nước có nền kinh tế phát triển, việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ sẽ là tất yếu đối với Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể chuẩn bị tốt cho việc áp dụng cơ chế này trong thời gian tới, ngay từ bây giờ, các cơ quan quản lý nhà nước cần bắt đầu xem xét nghiêm túc về cơ chế này. Qua đó, việc xây dựng một khung pháp lý cụ thể để thực thi cơ chế này là điều không thể thiếu. Do vậy, việc sửa đổi bổ sung một số luật lệ có liên quan cũng là điều cần tính đến. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hải quan, doanh nghiệp cần được chú trọng để đảm bảo có đội ngũ nhân lực có thể đảm đương được những chuyển biến mới về vấn đề này. Chỉ khi nghiên cứu cụ thể đầy đủ, toàn diện, dự trù được mọi khó khăn rủi ro có thể xảy ra, khi đó việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ mới đảm bảo thành công và hiệu quả.